Chào các bạn, đây là số thứ 9 của series định hình chọn mầm. Hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cốt xanh, cốt đơn. Đây là một cây siêu, dòng mini thôi, nhưng mà cái phần định hình khá là kỹ và cây thần cổ thụ rất cao. Đây là mặt trước của cây này các bạn ạ. Tổng thể cây thì chiều cao hiện tại về sau nếu mà cả quả phúc thì chắc nó chỉ rơi tầm khoảng 27-28 cm thôi, nó không cao các bạn. Tính từ mặt cốt không bệ. Thế nhưng mà phải nói là cây này là cái khi mà lên thành cây thành phẩm ấy, nó làm cây rất là đẹp. Bởi vì là các cái phần tay cành, các vị trí tay cành nó đóng rất đúng điểm là một, với thứ hai nữa là cốt cây nó già và côn và cái tính cổ thụ của cây này sẽ rất chỉ là cao khi mà thu xong bông dăm và làm lá nhỏ. Đây các bạn nhìn nha, đây cái phần chân bệ này. Đấy, nó thì nó thuộc dòng mini thôi, cái này thì một người bê nhẹ nhàng. Nhưng phải nói là anh em chọn cái cốt này là cực kỳ cẩn thận. Đây các bạn thấy, phần bệ rất đều đẹp, đều lắm. Đây các bạn nhìn, tất nhiên là cái rễ thì nó chưa đều về tuổi thôi. Thế nhưng mà cái bố trí rễ thì nó đều rồi, và tỷ lệ rễ nó cũng khá ổn đó. Thế còn cái tuổi của rễ thì anh em đang nuôi thôi, nhưng mà nó cũng già nhanh bởi vì lý do là cái cốt của nó là cái cốt già. Đó. Đây, cái phần mặt trước tôi đi cho các bạn nhìn kỹ cái phần các cái phần thân và đường đi tay cành này. Đây mặt trước các bạn nhé. Đó. Đây hơi hẹp nên tôi chỉ chuyển được đi theo một chiều thôi, các bạn thông cảm. Để tôi chuyển sang cái mặt sau. Đây, tổng thể cái mặt của mặt sau này. Đấy, các bạn nhìn. Cốt dưới vùng dưới chân này, dưới chân này nó phải rơi tầm khoảng 20 phân. Đó, mà nó côn nhanh không, côn rất nhanh. Để tôi chuyển sang cái mặt trước để phân tích cái đường đi của tay cành cho nó thuận mắt. Đây nha các bạn nhìn nha, đây là mặt trước này. Thế thì cái từ cái phần chân bệ đi lên, tay một ăn vào bên bên trái. Đây, tay một đây. Đấy, tay một đi ra thì cái đường chuyển tay như này. Ở đây cắt giật nhịp đây vào đây lấy ra một hướng đi chia tay cũng như là một hướng đây. Ra hai hướng, có nghĩa về sau ở mỗi một vùng này sẽ làm thành một vùng bông. Cái thân nó trượt tiếp thì ra đến cái vùng này, nó giật đi lên thì ở đây là tay hai, tay hai này. Tay một thì nó ăn vào mé bên trái của, tính ra mặt trước nhá, nó ăn vào mé bên trái đi về hướng gốc. Tay phải tay hai thì ăn vào mé bên phải. Hai cái tay tạo thành một cái đường chạy 180 độ, và cái tay hai này đường đi ra đây, giật ra đây một tay, chuyển ra đây, chia thành hai hướng. Với hai hướng thì ở chỗ này á, thì anh em đang tính là ở đây, tôi nghĩ nhìn cái kiểu chia này thì ở đây khả năng là chỗ này một tay này, à một vùng bông này, đây một vùng bông này. Chỗ này sẽ một vùng bông nữa này, chỗ này dâng lên cho anh em làm bông dâng đây. Cái tay hai này là cầu kỳ.
Đấy, các bạn nhìn này, đường chia hai không. Đấy, cái tay ba thì loan về phía mặt sau. Đây, phía mặt sau này. Nó ăn vào cái góc 1/4 bên phải. Đây, thẳng mặt sau này. Đây, thẳng mặt sau này. Thì cái hướng này sẽ là hướng thẳng này, nhưng mà tay nó đi theo hướng này 1/4, chứ nó không đi đâm thẳng vào phía mặt đâu. Và đây anh em giật được một nhịp, hai nhịp, bắt đầu chọn mầm. Đó. Thế cái phần tay 4 thì nó chạy về phía trước. Chạy về phía trước. Nó cũng tạo với lại cái tay 3 kia một cái góc tầm khoảng 180 độ. Đây mới đang giật lần đầu và để chọn được mầm thôi, mới chọn mầm. Đây, còn cái hướng tiếp thân của ngọn đây. Vẫn còn đang làm. Đó. Thế thì các bạn nhìn này, ở cái cây này ấy, nói chung cây này nó rất có chiều sâu nha. Đây là một, và thứ hai nữa là tuổi thì cực kỳ già rồi. Tuổi thì miễn bản. Các cái u cục tự nhiên ở trên thân cũng nhiều. Đó. Thì ví dụ sử những cái phần mầm như này, đấy, anh em vẫn nuôi để nó kéo thêm, tạo thêm gai. Đây này, hay phía mặt sau này, phía mặt sau thì các cái vùng này là anh em đã nuôi và cắt trước rồi. Còn cái phần này là cái nu tự nhiên này. Đấy, các phần này là cái gai mà anh em đã cắt từ những cái mầm nhỏ và ra phía trước. Đấy, ví dụ như cái vùng này, cái tay này nó mới này. Tay này mới này. Thế nên anh em ngoài cái phần mà chọn mầm để đi để hướng tiếp, chỉ để chi cũng như là cái các cái hướng mà để dùng để nuôi phóng lên ấy, thì anh em sẽ nuôi thêm các này. Những cái vùng này nó vừa tạo nu và nó vừa nuôi để nó tra tay nó to nhanh. Nó sẽ to nhanh hơn. Đó, hay là như những cái vùng này. Đó. Đấy, hay những vùng này. Đấy, về cái phần kỹ thuật thì cái này, một cái cây này nó có nhiều cái mà chuẩn trị để mình có thể tìm hiểu. Đấy, hay là các cái hướng đi tay này, các bạn nhìn này. Đấy. Đấy, cây này tuy nó là dòng bé mini thôi, nhưng mà cái dáng nó rất là chuẩn. Đến lúc khi mà hoàn thiện thì lên hình sẽ rất đẹp. Đây là một, thứ hai là đây, hai cái như cái vùng rễ này. Đây á, thì anh em có làm thêm một cái rễ buông như này. Cái rễ buông này mới là cái vùng này anh em giữ, bởi vì lý do là nó tạo cái tính cân bằng của cây. Đây các bạn ví dụ sử như là cái vùng này mà không có rễ, các bạn cảm giác như là cái tay hai nó lao ra mà cảm giác nhiều cái nó không có cái đối trọng, cây nó bị lệch tâm, cảm giác vậy thôi, chứ thực tế thì cái phần chân bệ này thoải mái. Thế nhưng mà khi mà nó có thêm cái phần dưới trống này thì tự nhiên nó cảm giác, nó có cái cảm giác vững chãi. Nên tại sao mà các cái cây siêu ấy, là anh em hay lấy cái dưới buông, hay là những cái cành phóng dài quá ấy, là hay có dưới buông để tạo cái đối trọng. Đây còn có hai dưới buông, không biết về sau thì anh em giữ cái này và bỏ cái này hay nhào thì cũng chưa biết được. Nhưng đây loại ở đây đang nuôi hai cái dưới buông. Thế còn về cái phần vấn đề mà tỷ lệ giữa cái phần thân với tay cành, à, các bạn nhìn nhé. Ví dụ tôi phân tích một chút cái chỗ này. Đây, ở ngay cái vùng này, này. Đây là tay hai đúng không? Đây là cái vùng tiếp thân đúng không? Đấy. Thì các bạn nhìn nhá. Cái tay 2, cái đường kính của tay 2 này, bao giờ nó phải nhỏ hơn cái đường tiếp thân ở ngay cái vùng tay 2 đúng không? Nên nhiều bạn nuôi cây ấy, các bạn không biết ấy, hoặc là chọn phôi không được người tư vấn chuẩn chỉ ấy. Có khi cái tay ở ngay cái vùng thân ấy, nó to hơn cả cái vùng thân ở chỗ ấy. Như vậy là sai. Các bạn để ý nhé.
tôi chuyển, đây là mặt sau ấy, tôi chuyển sang mặt trước. Thường thường hay bị lỗi bắt đầu từ cái tay 2, tay 3. Bởi vì là hay tận dụng phôi. Hay tận dụng phôi thì cái phôi mà ngay từ lúc ban đầu cái khi mà làm thì cái tay 2 nó đã bị to quá. Đấy. Đây các bạn nhìn đi, tỷ lệ. Đây là cái vùng vùng tiếp thân để lên tay 3 này. Tay 2 này đúng không? Đấy. Các bạn nhìn tỷ lệ. Đó, các bạn để ý những cái chỗ như thế nhá. Một cái cây chuẩn chỉ bao giờ là ở cái vùng vùng thân của cái vùng tay ngay gần đấy thì cái vùng thân bao giờ cũng phải to hơn. Đấy là nguyên tắc. Chứ thân mà lại còn bé hơn tay nghĩa là vô lý. Đó, các bạn nhìn. Nên clip thì cũng đã dài. Cái cây này thì nếu các bạn muốn quan tâm trực tiếp thì mời đến vườn anh Tuấn thầy chùa. Còn nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm về trầm hương thì mời đến showroom chúng tôi ở chỗ Nội An, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Hoặc là tham khảo sản phẩm trên website Hoàng Gia Nội Châu VN, hojita.com. Hoặc điện số hotline 0984 68 1929. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.